Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2004. Chúng ta đang ở tại Xuân Thường, Chùa Pháp Vân, chuẩn bị cho khóa an cư 3 tháng. Năm nay khóa an cư 3 tháng có chủ đề là Đạo Bụt hôm nay, Đạo Bụt ngày mai. Làm thế nào để áp dụng một cách thông minh những giáo lý cơ bản của Đức Thế Tôn để chiếu hóa tự thân và đem lại sự chuyển hóa trong xã hội. Buddhism today, Buddhism tomorrow, how to skillfully apply the teaching of the Buddha for self-transformation and the transformation of society. Và cái đề tài này mời chúng ta nhìn lại cái giáo lý mà chúng ta đang học hỏi và đang thực tập, cái liên hệ của nó đối với cái giáo lý nguyên thủy và cái sự khác biệt của nó đối với những cái giáo lý và sự thực tập nó đã trải qua trong 2.500 năm, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi đúng đường và chúng ta biết rằng chúng ta phải giảng dạy và thực tập như thế nào để cho Đạo Phật có thể có mặt ở trong tương lai và đáp ứng được những cái nhu cầu của con người hiện đại và con người tương lai. Không biết rằng trong 3 tháng mình đi được xa không, nhưng đây là một đề tài rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Và mỗi tuần chúng ta có hai bài pháp thoại bằng tiếng Việt để nói về đề tài này. Và một bài tiếng Pháp nói về sự thực tập. Bài tiếng Anh cũng nói về sự thực tập. Trong 3 tháng an cư thì sáng nào chúng ta cũng có được ngồi thiền chung, chỉ trừ một ngày, một buổi sáng của ngày làm việc thôi, thì tất cả các sáng khác đều có ngồi thiền chung, kể cả những cái ngày có pháp thoại. Và chúng ta sẽ ngồi 3 ngày ở Xuân Thường, 3 ngày ở Xuân Mạ. Mỗi buổi ngồi thiền bắt đầu bằng hô canh. Và sau khi hô canh thì sẽ có một vài câu chỉ dẫn của Thầy để cho mọi người sử dụng trong cái giờ ngồi thiền đó cho nó thành công. Và nếu là ở sân thượng thì các thầy hô canh, nếu ở sân hạ thì các sư cô hô canh. Và một ngày chúng ta hô tiếng Việt, một ngày chúng ta hô bằng tiếng Anh, một ngày chúng ta hô bằng tiếng Pháp. Mỗi xóm phải tự túc người hô canh, nếu không có đủ thì phải mượn xóm khác, rất là ốc dục. Vì vậy cho nên trong một buổi thiền phải có hai cái máy ghi âm, một cái để cho người hô canh, đồng cái cho thầy, để sau khi hô canh thì thầy nói vài câu sách tấn và hướng dẫn cho cái thời ngồi thiền đó. Trong bộ an cư này chúng ta cũng thực tập pháp đàm chung hai xóm và riêng hai xóm,
và chúng ta cũng thực tập tụng kinh tạng bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Và nếu chúng ta thực tập xong những cái bài tạng, bài tụng căn bản rồi, thì chúng ta có thể để thời giờ nhiều thêm cho pháp đàm. Năm nay là thứ lần mai sẽ đặc biệt, và chúng ta cần vào khoảng một tháng hoặc là một tháng rưỡi để có thể viết bài cho là thứ lần mai. Để có những bài viết bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp có thể được đăng ở trong là Mindfulness Bell hay là EC Maintenance, nhưng mà cũng sẽ được dịch ra để đăng ở trong lá thư là mai bằng tiếng Việt. Và năm nay chúng ta có thể viết chung với nhau thay vì viết cá nhân. Và chúng ta phải sắp đặt, phải tổ chức, chúng ta mới có thể viết chung với nhau những cái bài như vậy. Đây là đề nghị của thầy. Ví dụ như có một số các thầy lớn lên ở Việt Nam, đi xuất gia ở Việt Nam và qua Lào Mai tu tập, thì các thầy đó sẽ ngồi lại với nhau, sẽ nói chuyện với nhau là chúng ta sống cuộc sống trước khi đi xuất gia như thế nào, tại sao chúng ta đã muốn đi xuất gia, và khi xuất gia rồi ta tiếp nhận những giáo lý và thực tập nào, và những cái giáo lý đó, những thực tập đó đã giúp chúng ta được những cái gì và chưa giúp chúng ta được những cái gì, và khi mà về làm bài thì chúng ta được bố túc về những phương diện nào. Và nếu mình có một cái thông điệp muốn gửi cho những người đang còn ở ngoài đời, tại vì mình đã từng ở ngoài đời, mình biết những cái khó khăn, những cái khổ đau của họ, thì mình có thể đề nghị những cái gì để họ có thể học hỏi và thực tập trong khi họ sống cuộc đời cư sĩ của họ, không để cho bớt khổ. Tức là mình lấy cái kinh nghiệm tu tập của mình như là một người xuất gia, một người đã biết được cuộc đời ở ngoài rồi, để mình cống hiến cái thời gian đó và những cái lời đề nghị đó. Và cái bài đó viết như thế nào để chứng tỏ rằng mình biết cái gì đang xảy ra trong cuộc đời, mình biết những cái đau khổ, những khó khăn cuộc đời, và mình có một vài cái đề nghị để họ có thể đem áp dụng được những cái pháp môn nào để đối trị với những khó khăn đó trong cuộc đời. Và như vậy thì cái bài viết đó không phải là thời giá của riêng một người mà của tất cả các thầy đó. Một ví dụ nữa là một số các sư cô sinh ra hay lớn lên ở Tây Phương và đã từng đi học trường tiểu học, trường trung học ở Tây Phương, ở Mỹ hay là ở Pháp hay là Đức, thì là các sư cô đó, các sư chú đó biết về cái cuộc sống của trẻ em, có những người thiếu nhi và thiếu niên, thiếu nữ ở Tây Phương, những cái khổ đau, những cái khó khăn của họ. Và khi mình viết bài đó thì mình viết cho họ, cho những người trẻ ở trong xã hội Tây Phương, những người trẻ đang học ở tiểu học, đang học trung học, tức là những người trẻ đang đi qua cái mà mình đã đi qua rồi. Ví dụ như là các sư cô Nho Nghiêm, Kinh Nghiêm, Mật Nghiêm. Mật Nghiêm đó là những người đã sinh ra, đã lớn lên trong cái xã hội Tây Phương, đã đi học, đã chơi, đã biết
cái đời sống của những người trẻ bên Mỹ, thì mình phải lấy cái kinh nghiệm đó. Mình ở trong trong cái đời sống đó, mình có những khó khăn nào, những cái buồn phiền nào, và tại tại sao mình có cơ hội đi xuất gia, và khi đi xuất gia mình đã tiếp nhận những cái giáo lý nào, những pháp môn nào mà đã giúp mình được, và mình mong mỏi cái gì. Và khi mình ngồi đây với nhau để mà ôn lại quãng đường tu học, thì mình thấy mình có thể chia sẻ được gì đối với những cái thanh niên thiếu nữ hiện bây giờ đang ở ngoài đời, đang phải đối đầu với những khó khăn ngoài đời. Và mình đưa ra những cái đề nghị rất là cụ thể để cho họ có thể thực tập được, chứ không phải họ nói họ là phải đi tu như mình thì mới được. Thì những cái bài như vậy là phải có tuệ giác chung của tất cả các cái sư cô đó hay là sư chú đó. Thì các sư cô, sư chú có thể viết chung được, ví dụ như là Pháp Chiếu thì cũng đã sống ở ngoài đời rồi thì cũng có thể nói được cái tiếng nói của mình. Rồi các sư cô ở Việt Nam đã từng sống ở trong các tu viện, hoặc là chưa từng sống trong tu viện, các sư cô Việt Nam đã từng làm học sinh, làm sinh viên ở Việt Nam, biết rõ cái đời sống của người trẻ ở Việt Nam như thế nào, trong gia đình, trong xã hội, những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái ước vọng, những cái buồn chán của họ. Mình đã sống qua rồi thành mình biết, bởi vì vậy cho nên mình nói ra. Với tư cách của một người đã được đi xuất gia, đã được tiếp nhận giáo lý và đã có thể bắt đầu chuyển hóa được những cái tâm hành tiêu cực của mình. Và vì vậy cho nên những cái bài viết này nó nói ra cái sự thật. Và mình cũng có thể nói ra sự thật là trong nếp sống xuất gia của mình nó cũng còn có những cái khó khăn, mình muốn ước thế này, muốn ước thế kia, mà nói thiệt ra hết cũng được, chứ không cần phải che giấu. Nó càng thật từng nào càng hay từng đó. Và như vậy đây là một cái cuộc đối thoại rất là thật, rất là thẳng, rất là ít lời đối với những người đang ngoài thế gian. Tại mình viết cho mình, viết cho những người bạn tu của mình không ở trong làng mai, và đồng thời mình cũng viết cho những người chưa không tu đang ở ngoài cuộc đời. Chính cái nhóm gọi là aspirant chưa được xuất gia cũng nên ngồi với nhau để viết những cái đó, để viết một bài như mình. Có thể là những người đã được xuất gia rồi nhưng đã từng là aspirant rồi thì cũng có thể ngồi chung và nói rõ ra cái nhận thức của mình, cái lý do tại sao mình đi xuất gia, và mình có cái mong ước gì cho những người đang ở ngoài đời không có cơ hội xuất gia thì có thể thực tập như thế nào để có thể chuyển hóa những cái khó khăn của họ. Thì nếu viết như vậy là một cái lối viết mới, là chúng ta làm việc thành lập từng cái đội, từng cái tiêu chúng, hợp lại, chúng ta đem tổng hợp lại những cái thấy của chúng ta, những cái kinh nghiệm của chúng ta, những cái tuệ giác của chúng ta, những cái thực tập của chúng ta và những cái sáng kiến của chúng ta để chúng ta viết thành cái bài như vậy. Và như vậy thì chúng ta làm việc không phải như những cái người viết bài cá nhân nữa, mà chúng ta sẽ viết những cái bài tập thể như vậy. Và đây có thể là những tài liệu rất là quan trọng. Một mặt nó chứng tỏ, nó cho người ta thấy được cái kết quả sự tu học của mình. Một mặt nó cho mình, cho người ta thấy rõ ràng là mình đi tu không phải chỉ cho mình, mà mình cho cả cái xã hội. Thành ra tất cả những kinh nghiệm gì, những cái buồn vui, những khó khăn gì, để khi mình còn là người cư sĩ với tư cách là một người trẻ hay là một người lớn, thì mình đều có thể sử dụng được hết. Nói như vậy không có nghĩa là trong bài viết mình nói là nếp sống xuất gia là nếp sống toàn hảo, mình có thể nói được sự thật,
là cái tăng thân mình tuy vậy vẫn có thể đi tới được, và mình đề nghị có cái này có cái kia thêm thì mình vẫn có thể nói được như vậy. Xây dựng tình huống này như thế nào? Đi xuất gia, mình cũng có một gia đình mới, và trong gia đình mới cũng có thể có tình chị em, tình anh em, tình thầy trò. Nó có tính nuôi dưỡng, với cái đó mình nên nói hết. Và chính cha mẹ của mình đọc những cái bài đó cũng cũng tiếp nhận được nhiều và cũng thấy nhiều hơn về cái nếp sống của mình. Và đây là một sự thực tập, không phải là viết được cái bài để đăng vào Lá Thư Làng Mai, mà là cả một sự thực tập. Mình phải đem tất cả những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác của mình lại với nhau để có thể viết ra được cái bài đó. Cố nhiên là trong cái nhóm đó có người viết văn trôi chảy hơn thì mình sẽ giao cho người đó viết, và mình có thể thêm bớt. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải đưa ra cái kinh nghiệm của mình, cái tuệ giác của mình. Và viết một bài như vậy không phải là viết cho nó có, để ban biên tập khỏi phải thúc sau lưng, mà là một sự thực tập đàng hoàng. Và mình sử dụng hết tất cả những kinh nghiệm của mình để mà viết cái bài đó. Có thể là mình cần 1.5 tháng để làm công việc đó. Và vì vậy cho nên chúng ta phải chia ra từng nhóm. Các vị cư sĩ cũng vậy, trong khóa tu này cũng phải ngồi lại với nhau, cũng làm thành từng nhóm tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái hoàn cảnh, để các vị cư sĩ đó có thể viết chung được một bài hoặc hai bài, nói rằng tại sao chúng ta tới Làng Mai, cái lý do gì đã đưa chúng ta tới Làng Mai, và tới Làng Mai thực tập chúng ta có thể giải quyết được những cái gì, thỏa mãn được những yêu nào. Và đối với những người không có cơ hội tới Làng Mai thì chúng ta có thể đề nghị được cái gì để cho họ có thể bớt khổ, họ có thể sống thoải mái hơn trong cuộc sống của họ. Thì các vị cư sĩ cũng được mời họp lại thành từng nhóm để mà viết được cái bài đó. Thì thành cái bài đó mình sẽ cái tên chung của cả nhóm, chứ không phải là cái tên một người. Và mình phải đem hết trái tim ra của mình ra để mà viết cái bài đó. Thành ra tuy là viết bài nhưng kỳ thực cũng là pháp đạo, cũng là góp chung lại với nhau cái kinh nghiệm, cái tuệ giác của mình để viết ra cái bài đó. Hôm nay thầy cũng hy vọng rằng là sống thường mình có một vườn rau lớn để các thầy, các sư chúa có thể làm việc chung với nhau trong đó, để xây dựng tình huynh đệ thêm, tại vì làm việc chung với nhau rất là vui. Mình sẽ trồng rau theo kiểu sạch organic, và mình sẽ nới rộng vườn rau ra lớn hơn gấp 2 hay gấp 3. Nếu cần thì có mấy cây tới cây. Và mình thêm vào 1 hay 2 cái nhà kính nữa để có thể trồng được những thứ rau. Và tại sông Hà cũng vậy, sông Hà mình kiếm một cái chỗ khá lớn để làm cái vườn rau lớn để tất cả các sư cô có thể có dịp thực tập trồng rau với nhau rất là đẹp. Và các thầy, các sư cô cũng đang xung đạt để sang năm 2005 thì bắt đầu mùa hè là mình có thể có khả năng mua các thức ăn toàn được trồng theo kiểu biologic. Và nếu có thể thì chúng ta
nên liên lạc với các nông dân trong vùng, những cái nông dân nào mà trồng rau theo kiểu sạch đó, và chúng ta đặt cho họ để cho họ có thể cung cấp cho chúng ta với cái giá tương đương mà chúng ta có thể mua được ở siêu thị. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta trong chúng cũng tự lực sản xuất ra một phần nhỏ đó. Và vấn đề không phải là sản xuất mà thôi, vấn đề là mình nói cái gì thì mình làm được cái đó. Và cái vườn rau cũng là một cái thiên đường, cũng là một cái chỗ để chúng ta thực tập chánh niệm và xây dựng tình hình để thấy rất là thích vườn rau. Và phải coi làm vườn trồng rau là phương pháp thực tập, cũng giống như là viết bài cho lá thư làm mai, cũng như là tập tụng kinh hay là ngồi thiền. Tất cả những cái hoạt động đó đều có giá trị tu tập và như nhau. Chúng ta biết rằng xây dựng tình hình để là rất quan trọng. Nếu mà có tình hình để rồi thì chúng ta có thể đi xa, chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày và chúng ta không có bỏ chúng mà đi. Mà nếu mà tình vấn đề không có xây dựng được và mình không có cắm rễ được vào vấn đề của mình thì vẫn có cái nguy cơ là một ngày kia mình sẽ bỏ chúng mà đi. Khi mà mình có cái tình vấn đề rồi thì mình gắn bó với nhau, mình bỏ nhau không có được, mình ở với nhau thôi. Vì vậy cho nên tình vấn đề là cái đối tượng của sự tu tập của mình. Với tình vấn đề thì mình có thể đi xa được trên bước đường học đạo, hành đạo và thành đạo. Tại vì trong khi xây dựng tình hình đệ, mình có khả năng chuyển hóa những cái tâm niệm hận thù, giận hờn, ganh tị, kỳ thị trong chúng ta. Và như vậy thì xây dựng tình hình đệ cũng là sự tu tập căn bản. Nó có khả năng chuyển hóa được những cái tâm hành xấu, trong đó có cái sự bực tức, giận hờn, ganh tị và kỳ thị. Và cái là hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh một cái tổ ong, trong đó tất cả những con ong đều làm việc với nhau một cách rất là hòa hợp, nó không có sự tranh cãi với nhau. Và những con ong nó có những cái phương pháp để truyền tin cho nhau, để truyền thông với nhau. Những con ong nó không có sử dụng cái ngôn ngữ, mà nó sử dụng những cái vũ khúc. Nó đi thám hiểm mà nó tìm ra được một cái đám hoa, thì nó về, nó đi một vài đường vũ. Và do những cái đường vũ của nó thì những con ong khác biết cái phương hướng để cùng đi tới cái chỗ đó để lấy nhiều hoa về. Và có những nhà khoa học họ nghiên cứu về đời sống của loài ong, họ cho mình biết như vậy. Thì loài ong cũng vậy, mà loài kiến cũng vậy, mà loài chim cũng vậy. Nó có thể sống tập đoàn. Thì mình nhìn một cái đoàn chim nó bay trên trời rất là đẹp, rất là có tinh thần hòa hợp của tăng thân. Và cái tăng thân là như vậy. Vì vậy cho nên cái tên của tăng thân là hòa hợp chúng, hòa hợp chúng, a harmonious community. Tăng Sangha dịch là hòa hợp chúng. Hòa hợp tức là harmony, chúng là Sangha. Và khi mình có một hòa hợp chúng rồi á, thì mình được nuôi dưỡng. Cái tâm bồ đề của mình nó không có bị xoay mòn, mà mình không có bao giờ có ý muốn bỏ đi. Cho nên muốn biết mình tu thành công hay không là mình có thể nhìn vào cái tình huynh đệ, mình có đóng góp vào cái sự xây dựng tình huynh đệ. Và hôm trước trong một bài pháp thoại mình có nói rằng là mình sống với nhau như thế nào để cho ngày hôm nay nó sẽ trở thành một quá khứ đẹp
trong tương lai. Cái ngày ấy bên nhau, đó là quá khứ. Và muốn có ngày ấy bên nhau thì phải có ngày nay bên nhau. Ngày nay bên nhau là sự thực tập của mình. Và hình ảnh của những con ông làm việc lặng lẽ với nhau, hình ảnh của cùng đàn chim bay trên không rất là đẹp. Và chính mình, nếu mà mình có thể xây dựng được một cái hòa hợp tăng, một cái đoàn thể có truyền thông, có tình hình này như vậy, thì tăng thân đích thực lòng tăng thân có thể chuyên chữa được Phật thân và Pháp thân. Và khi mà tăng thân chuyên chữa được Phật thân và Pháp thân thì tăng thân trở thành cho nương tựa cho rất là nhiều người trên thế gian. Đó là cái lý tưởng của mình, đó là bồ đề tâm của mình. Và cái điều này không thể nào làm được nếu không có tăng thân. Chính Đức Thế Tôn của mình không có tăng thân thì Ngài cũng không có làm gì đâu. Vì vậy cho nên tăng thân là một tác phẩm của Đức Thế Tôn. Và Vua Ba Tê Nạc có lần gặp Đức Thế Tôn đã nói rằng, mà Đức Thế Tôn mỗi lần con nhìn ngắm tăng thân thì con rất là thương Ngài, con thấy Ngài ở trong đó, con có rất nhiều niềm tin với Ngài. Vì vậy cho nên cái sự thành công của mình là chỗ mình xây dựng được cái tăng thân của mình, một cái gia đình tâm linh có hạnh phúc, có tình hình này. Cái đó mới thành công, thì mới gọi là mình đi đúng đường. Thu này chắc có thể là đẹp lắm. Các thầy, các sư chú đang dọc rừng, đang làm cho rừng đẹp. Mà sao mà chắc nó sẽ đẹp lắm. Mình sẽ có những cái cơ hội để các thầy, các sư chú làm việc chung với nhau để đi dọc rừng, hoặc là để làm cho đẹp những cái vùng không có được sử dụng ở Sâm Hà. Sâm Hà cũng rất là đẹp. Con đường xuống hồ cũng là cái vùng mà có những cái cốc đó. Nếu mà mình có những cái phương tiện để mà dọn dẹp á, khai phá thì Sâm Hà cũng rất là đẹp. Thì mấy ngày vừa qua đó, các thầy, các sư chú, các sư cô có cơ hội làm việc chung với nhau để dọn phòng, để sống chung. Thì đó cũng là một sự thực tập để xây dựng tình hình đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp tục tu học theo cái tinh thần đó. Hoặc là ngồi thiền, hoặc là đi thiền hành, hoặc là dọn rừng, hoặc là trồng rau, hoặc là viết bài cho các thư, thì chúng ta cũng làm theo tinh thần đó. Và mỗi giây phút chúng ta có thể chế tác ra niềm vui để nó nuôi dưỡng cho tất cả chúng ta. Hạnh phúc là còn được ở bên nhau. Hạnh phúc là ngày nào cũng được ngồi với nhau, ăn cơm với nhau, đi với nhau, tập đạp với nhau, làm việc với nhau. Và sự thành công của mình là do mình có thể làm được những cái đó trong cái tinh thần hòa hợp, tăng thân.
chúng ta không có đi tìm giải thoát của giác ngộ hạnh phúc ngoài những cái đó, chính những cái đó, chính trong những cái công việc làm đó mà chúng ta tìm thấy tình hình đề, tìm thấy giải thoát, tìm thấy từ bi, tìm thấy tam bảo và tìm thấy hạnh phúc. Và chúng ta tu tập như thế nào để mỗi phút, mỗi giây trong đời sống hàng ngày đều là một mỗi phút, mỗi giây của hạnh phúc, của tình vấn đề. Và không có cái gì được coi là phương tiện để đi được, đi tới một cứu cánh. Tất cả đều là cứu cánh hết. Rửa bát không phải là để cho có bát sạch. Rửa bát cũng là để có hạnh phúc trong khi rửa bát. Và khi mà rửa xong rồi bát nó sạch thì cũng có hạnh phúc là bát nó sạch. Vì vậy cho nên không có sự phân biệt giữa phương tiện và cứu cánh. The means and the end. Và khi nào có một sự em và khó khăn thì đó là mình thấy rằng mình cũng có cái trách nhiệm ở trong đó. Có một có sự em không có hạnh phúc thì mình cũng phải thấy rằng đó là một phần trách nhiệm của mình. Mình phải làm cái gì hoặc là mình phải không làm cái gì để cho sự em đó có thể vượt thoát được cái trạng thái tâm lý mà sư em đang bị giam giữ ở trong đó. Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa thôi, và chúng ta có cần phải nhiều chuẩn bị sửa soạn. Nhưng mà thầy rất là mong quý vị nên ngồi lại với nhau ngay chiều hôm nay để bàn về những chuyện như vậy. Chuyện rất là thực tế. Một ngày 24 giờ hơi ít. Mình muốn rằng một ngày có 48 giờ để mình có thể làm nhiều chuyện hơn, có thể chơi nhiều hơn. Và mình phải coi tất cả đều là chơi hết. Ngồi thiền cũng là chơi, đi thiền hành cũng là chơi, tâm đàm và chơi vấp phải cũng là chơi, vườn rau cũng là chơi mới được. À, nếu mà không có niềm vui, không có hạnh phúc trong khi làm thì làm gì? Tu làm gì? Tu là để cho có hạnh phúc. Và có những cái phương thức để mình có thể làm được như vậy. Hôm qua sư Út có viết cho thầy cái thầy rất dễ thương, vẽ thành thầy một cái tháp chuông. Và sư Út của mình đầy nhiệt huyết, đầy lý tưởng và hạnh phúc. Và mình có bổn phận phải giữ cho cái hạnh phúc đó có sư Út tồn tại được lâu dài. Bằng cái sự thực tập của mình thì chúng ta ai cũng là sức hút hết, thầy cũng là sức hút đó. Tất cả mọi người đều phải thực tập sao để giữ cho cái hạnh phúc của thầy được lâu dài. Thầy trụ trì Chùa Tổ hiện bây giờ đã ở Hà Nội cùng với thầy Tự Hòa với là thầy Tự Tánh. Thầy có thể là thứ sáu này họ có chiều kháng đi Pháp, và có thể là thứ hai này họ sẽ qua tới Pháp. Đây là cái chuyện mà mình mong ước từ lâu rồi mà bây giờ mới thực hiện được. Chúc đại chúng ăn sáng cho ngon.